Harry Won tiết lộ lý do đằng sau nghi vấn ly hôn, thả thính trai lạ, Trấn Thành ngậm ngùi chấp nhận, nhiều lần không ngần ngại thả thính công khai dàn trai đẹp, thậm chí từ đó làm nhớ lên nghi vấn ly hôn. Harry Won mới đây đã lên tiếng làm rõ và cho biết Trấn Thành cũng đầu hàng chấp nhận cho vợ mê trai. Nhiều tháng qua, mạng xã hội nhiều lần xôn xao trước tin đồn rạn nứt của Trấn Thành Harry Won. Tin đồn râm ran từ khi netizen phát hiện cặp đôi ít tương tác trên mạng xã hội và cũng hiếm khi lộ diện cùng nhau ở các sự kiện. Đặc biệt, Harry Won còn liên tục sang Hàn Quốc và ít khi kề cạnh chồng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái khó hiểu, khi thì tâm trạng u buồn, khi thì công khai thả thính mê trai đẹp xấu múi. Đến gần đây, nhiều fan mới vỡ lẽ hóa ra thời gian qua, bà xã Trấn Thành chăm chỉ sang Hàn Quốc là để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới. Về phía Trấn Thành, nam MC cũng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt và khẳng định mình cùng Harry Won vẫn đang rất mặn nồng. Từ khi về Việt Nam, vợ chồng Trấn Thành liên tục đăng ảnh tình tứ bên nhau như một động thái dập tắt nghi vấn hợp đồng hôn nhân râm ran thời gian qua. Mới đây, Harry Won cũng lên tiếng về hành động mê trai đẹp của mình. Theo đó, khi lộ diện trong một show gần đây, Harry Won cũng gián tiếp phủ nhận nghi vấn rạn nứt và thể hiện cuộc sống hôn nhân vẫn rất hòa hợp hạnh phúc. Đặc biệt, mỹ nhân gốc Hàn cũng cho thấy mình được chồng cưng chiều thế nào khi tiết lộ Trấn Thành chấp nhận sự mê trai của vợ. Harry Won tiết lộ nam thần khiến mình mê đến độ cài đặt màn hình điện thoại là hình Lee Chae-wook. Harry Won nói, nếu tôi mê một người thì sẽ là, còn mê quá nhiều lần và nhiều người khác nhau thì anh ấy không nói nữa. Anh ấy bảo quá mệt mỏi rồi và bây giờ chấp nhận con người của Harry Won là mê trai rồi. Không phải có một mình tôi mê trai, những phụ nữ đã có gia đình hoặc không có gia đình, người ta xem phim thì cũng có quyền mê trai mà. Có thể thấy, trước tần suất mê các oppa Hàn Quốc của Harry, Trấn Thành chỉ biết cạn lời và chấp nhận con người Harry Won là mê trai mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, Harry Won tiết lộ rằng cô nàng còn có một thư mục tên là Nam Thần. Harry sưu tầm và cất giữ hình ảnh lung linh của các nam thần mà nữ nghệ sĩ hâm mộ. Khác với Diệu Nhi, khi luôn muốn anh Tú thử phong cách của các nam thần Hàn Quốc, riêng Harry Won lại chắc nịch rằng đối với Trấn Thành thì không thể nào vì cái chiều cao đã khác rồi. Chia sẻ này của Harry Won đã khiến fan vừa thích thú vừa gật gù công nhận độ yêu chiều vợ của Trấn Thành. Cũng vì thế, những người hâm mộ cặp đôi xình rì vẫn có thể yên tâm rằng cả hai vẫn đang rất mặn nồng sau 6 năm về chung một nhà. Được biết, thời gian tới, Harry Won sẽ tập trung phát triển nghệ thuật của Hàn Quốc song song với Việt Nam. Bà xã Trấn Thành tiết lộ, một phần vì thời gian gần đây, Hàn Quốc đẩy mạnh nhiều hoạt động liên quan đến giao lưu Việt-Hàn. Ngoài ra, tôi cũng muốn song song phát triển ở hai nước, cũng như mở rộng thị trường hoạt động của mình hơn. Thực ra, mấy tháng gần đây tôi di chuyển liên tục. Tháng 9 đã sang Hàn Quốc, còn tháng 10 tôi cũng chỉ có vài ngày ở Việt Nam quay các show. Sau đó, tôi lại về Hàn Quốc quay chương trình nữa và có nhiều công việc ở đây. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể hoạt động ở Hàn Quốc, mà một khi đã có cơ hội thì mình phải nắm bắt lấy thôi. Harry Won vừa trở về nước sau hơn một tháng ở Hàn Quốc, sống xa chồng để quay show quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi. Nhiều tháng qua, vợ chồng Trấn Thành cũng không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, không đăng hình bên nhau trên trang cá nhân như trước, làm dấy lên thông tin hôn nhân rạn nứt. Nữ ca sĩ cho biết, vợ chồng cô không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau do bận rộn công việc riêng, nhưng cả hai tôn trọng và yêu thương nhau. Trên thực tế, nữ ca sĩ cho biết, vì bản thân mắc bệnh liệt nửa mặt nên luôn buồn sầu phiền não. Sau một thời gian điều trị, cách đây không lâu cô đã cập nhật tình hình sức khỏe tới người hâm mộ. Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua cũng vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được nên cứ cố gắng tích cực vượt qua bệnh. Hồi phục thì cũng hồi phục nhưng tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi cũng rất mong rồi sẽ có ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói, một nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà.